không không được sờ vào, phải dùng tất toàn bộ bằng kẹp đó để giữ cho con khô nhé, đảm bảo quá trình bóc và kiểm tra này là nó giữ được. Xin chào tất cả các anh chị. Đây là gia đình em đang cân đông trùng tươi. Đấy, bảo quản bằng rau cải thảo rồi thì là giữ độ tươi nhất. Đây là trong quá trình cân kiểm tra. Cái mỗi một hộp này thì nó rơi vào này. Từ 40 đến 50 gram. Toàn liên hẳn tua. Trong quá trình vận chuyển nó còn bị gãy. Toàn liên hẳn tua. Thế mọi người nhìn thấy cái đường tiêu hóa của nó rất là rõ. Đấy, tí nữa lọc cũng còn gãy rồi. Cái hàng tươi này thì nó cần cái độ bảo quản rất là kỹ và chính xác, làm thì rất là phải vội. Thế em thì sẽ không quay được một cái video dài vì trong quá trình này thì mình cần phải cơ cơ sơ y tiện rất là nhanh và tay cơ sơ không được sờ vào, phải dùng tất toàn bộ bằng kẹp đó để giữ cho con khô nhé, đảm bảo quá trình bóc và kiểm tra này là nó giữ được cái độ tươi và cái độ ngon của đông trùng. Thì trong đông trùng thì nó rất giàu axit amin nhé. Và chỉ cần nhiệt độ tay cao nó sẽ bị quá trình nó sẽ phân hủy, nó sẽ không còn tốt nữa. Đó, hàng rất là to. Ví dụ như cái size này. Trinh tráng của cơ. Đó, nó rơi vào khoảng tầm 1.2, 1.4. Chưa cơ y tiện sư, chưa cơ sư lính tiện pa. Size này cũng rất là to. Đó. Hàng này thì dùng để nấu cháo hay là để hầm canh, hay là kể cả là ngâm rượu luôn cũng rất là tốt. Và hàng này thì nó có một cái mùi nấm rất là thơm, nấm rất là đặc biệt. Chứ cơ toàn liên hẳn tua. Đây ví dụ như con này. Toàn hẳn tua. Em đang phải báo lại chủ bên kia, cái con gãy mà ảnh hưởng. Chứ cơ suy tiện. Tất cả chỗ này thì bọn em về vào nửa cân hàng tươi. Đó. Đây là hàng nhỏ, nhỏ hơn, size nhỏ. Vừa về đến nhà thì bọn em phải bóc lại kiểm tra và làm luôn để đóng gói. Mọi người ở đây nhìn. Mọi người có nhu cầu về cái vấn đề đông trùng tươi, đông trùng hạ thảo, Tây Tạng tươi nhé. Cái loại mắt vàng của em thì mắt đỏ rất là nhiều. Anh chị hỏi là hàng mắt đỏ à, nhưng mà không. Vì em thì hầu như là chỉ có hàng mắt vàng, không làm hàng mắt đỏ. Thì mọi người có nhu cầu mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0388 980 889 hoặc 0941 632 236 hoặc kết bạn Zalo với em trong số điện thoại này. Em sẽ nhắn cho mọi người một cái bảng giá về tất cả các size của cái hàng này. Đó. Giá bên em thì luôn cam kết nó là một cái giá tốt và hàng nó là hàng thật, chứ không bọn em không làm hàng giả hay hàng nhái. Về người ta làm trong quá trình những cái đầu nấm vận chuyển về nó bảo quản lạnh thì nó có bị sơ thì nó không ảnh hưởng vấn đề gì cả. Và hàng ngày thì dâu nó vẫn còn rất là ngắn, thì lúc này bên kia tuyết nó vẫn còn nhiều, nấm nó chưa lên cao mấy. Đấy, nó cũng rất là ít, còn dâu dài còn đâu hầu như là dâu ngắn. Đây là 100 con hàng của một hộp đang bóc. Toàn bộ là phải dùng bằng nhíp chứ không dùng bằng tay đâu. Video này thì em sẽ quay ngắn và em sẽ nói ít thôi để cho mọi người xem biết thực tế về cái đông trùng tươi nó như thế nào. Thì đứng ở đây nhá, bọn em vẫn còn ngửi cái mùi nấm nó rất là thơm, đang là rất là ngon. Đó. Em sẽ quay nốt cái hộp này cho mọi người xem. Sau đó là em sẽ xin dừng video rồi. Nốt một hộp. Rất là đẹp. Chuyến này thì em về, chuyến này là chuyến thứ hai. Đây là những chuyến đầu. Rất là cảm ơn cô anh chị đã theo dõi hết video. Chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, buổi tối gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau.